Tin giáo xứ Bình Long. Vào chiều Chủ nhật ngày 13 tháng 5 năm 2018, Thánh lễ Mừng Chúa Thăng Thiên được cử hành long trọng tại giáo xứ Bình Long. Lễ Chúa Thăng Thiên năm nay đúng vào Chủ nhật thứ hai của tháng 5, ngày mà toàn thế giới hướng về mẹ. Đây là dịp thật đặc biệt để con người cảm nghiệm sâu sắc tình yêu của Thiên Chúa tặng ban cho con người. Sau Thánh lễ, chương trình Mừng Ngày của Mẹ được tổ chức để tri ân các đấng sinh thành. Đúng 18 giờ, trong bầu khí trang nghiêm, cộng đoàn giáo xứ Bình Long sốt sắng đi bên kiệu Đức Mẹ tiến vào thánh đường để hiệp dâng thánh lễ mừng Chúa Thăng Thiên. Trước khi thánh lễ bắt đầu, tiết mục múa dâng hoa kính Đức Mẹ do các chị em hiền mẫu và các thiếu nhi thực hiện. Những cử điệu múa nhịp nhàng cùng những đóa hoa của đồng nội tuy đơn sơ nhưng thể hiện tình yêu con người dâng kính về mẹ. Sau đó, đại diện các gia đình tiến lên cung thánh, dâng lên mẹ những đóa hoa tươi thắm cùng những ước nguyện của mỗi người. Trong chương trình tri ân tình mẹ, cộng đoàn giáo xứ Bình Long đã dành những đóa hoa tươi thắm kính tặng người mẹ kính yêu của mình. Một nhành hoa thắm, một vòng tay yêu thương và với những ai không còn mẹ, nhìn đóa hoa hồng trắng trên ngực áo cũng thể hiện một tình cảm và lòng tri ân về người mẹ khuất bóng của mình. Những người mẹ tham dự thánh lễ hôm nay rất cảm động, đôi mắt rưng rưng. Có mẹ không kiềm được cảm xúc đã bật khóc thành tiếng, ôm chặt con mình. Những giọt nước mắt của hạnh phúc, của yêu thương dành cho nhau. Cha Chủ Tế chia sẻ những tình cảm về người mẹ, cũng như mời gọi mọi người hãy luôn trân quý những giây phút bên mẹ để không phải hối tiếc. Và khi vị Chủ Tế cất tiếng hát, cảm xúc như vỡ òa, những tiếng khóc thút thít cũng bắt đầu ngày một to hơn. Ngày không còn mẹ, con mới hiểu lòng mẹ bao la. Vầng trăng khuất đi, con mới hiểu thế nào là đêm tối. Con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, mất vầng trăng, mất cả đại dương. Sau thánh lễ, toàn thể cộng đoàn cùng nhau chia sẻ niềm vui bằng bữa tiệc buffet tại khuôn viên nhà thờ Bình Long, một không khí vui tươi, rộng ràng và hạnh phúc. Mọi người xúm xích lại cùng nhau chúc mừng các mẹ, những người mẹ vĩ đại mà Thiên Chúa đã ân ban cho mọi người nơi cuộc đời trần thế hôm nay.